Nội thất Mộc Lam Huy xin chào. Và clip lần này Mộc Lam Huy mình giới thiệu với các bạn một chiếc tủ áo gỗ sồi Nga với kích thước là chiều cao 2m1, chiều dài 1m6 và chiều sâu là 60cm, hàng 3 cánh. Sơn theo màu tự nhiên của gỗ sồi Nga. Thì hôm nay mình sẽ đi chi tiết cho các bạn về chiếc tủ áo này để xem là 7 triệu rưỡi của các bạn khi các bạn bỏ ra mua chiếc tủ này nó có xứng đáng hay là không. Thì chúng ta cùng đến với chi tiết. Về tổng quan ở mặt tiền trước thì các đường nét chạm khắc thì được sử dụng công nghệ CNC. Vậy nên là các đường nét sẽ chính xác một cách tuyệt đối. Kết hợp cùng công nghệ sơn BU, sơn 5 lớp cho lớp sơn rất là căng, rất là mịn. Đặc biệt là hàng này bên mình sơn là không có bị nhám. Các bạn có thể nhìn qua cái lớp bóng này và các bạn thấy lớp sơn bên mình làm rất là căng. Rất là căng. Phía bên này bên mình đang bị bụi một xíu này. Đó, mình đang bị bụi nha. Thì ở đây nhân tiện mình cũng chuẩn bị đi chất lên xe để ra hàng cho khách luôn. Thì mình sẽ quay lại clip này để gửi đến cho các bạn cùng tham khảo. Thì đa phần là khi mà mình đăng lên trên Facebook hay là trên Zalo á, thì các bạn chỉ có thể xem được những tấm hình thôi, để xem được mặt trước thôi. Còn qua YouTube thì mình sẽ được quay chi tiết để cho các bạn xem. Thì như mình có phân tích với các bạn là khi các bạn đi mua đồ gỗ thì các bạn hãy lưu ý những cái đường phay gỗ này, đảm bảo là cái vân gỗ nó còn. Thì đây mới là một hàng gỗ tự nhiên này, các bạn lưu ý nhé. Giống như đây là một cái mắt sống của cây, khi phay xuống vẫn phải còn cái vân và còn nguyên cái cùng màu với mắt sống của nó đó. Giống như đây là cái vân gỗ của nó các bạn này, là vân gỗ đây này, khi mà phay xuống vẫn còn nguyên đó, phay xuống còn nguyên, không có bị mất đi. Thì đấy nó chính là vân gỗ của các bạn, cái vân gỗ tự nhiên. Rồi cũng tương tự như những cái chớp này. Đó, cũng vậy. Đó, chớp này là chớp đục CNC chứ không phải là chớp thật các bạn nhé. Cái này là chớp rẻ. Đó, các bạn nhìn nhìn xuyên qua này. Đó, nó không có lớp xuyên qua đâu, cái này nó chỉ lớp chớp rẻ thôi. Cụ thể thì chúng ta cứ đi vào mặt trong thì các bạn xem. Mặt trong thì là mặt bằng nguyên luôn. Đó, nguyên luôn. Thì các bạn có thể nhìn theo cái đường vân gỗ này đi lên đó, và mặt trước này cũng vậy đó, như một đường vân gỗ nó, các bạn thấy không đó. Thì về tổng quan bên trong thì rất là sạch sẽ đấy, mình quay trực tiếp cho bạn coi như vậy, các bạn thấy rồi, rất là sạch sẽ. Ở bên trong thì sơn 3 lớp đó, sơn 3 lớp tuy là sẽ không căng mịn như lớp ngoài, nhưng mà thực chất các bạn là tay các bạn sờ cũng rất là mát rồi. Đó, rất là đẹp. Tấm hậu này cũng vậy. Thì cái tủ này thì với chất liệu là gỗ tự nhiên 100%, không có pha tạp với gỗ công nghiệp hay là ván ép. Cho nên là các bạn dùng các bạn yên chí là không có lo là bị nước, không có lo là bị ẩm mốc hay là bị cong vênh gì nhá. Tại vì gỗ này đã xử lý chống bới mọt rồi. Thì hàng này thì sẽ sử dụng là gồm hai loại là gỗ tự nhiên và gỗ ghép. Thì mình cũng tiếp tục nhắc lại về gỗ tự nhiên và gỗ ghép. Gỗ ghép thì nó vẫn là gỗ tự nhiên 100%, nhưng mà là gỗ ghép miếng. Thì ở đây mình sử dụng cái hàng gỗ ghép miếng này vào cái dàn tầng đó, và cái lam giữa này và tấm hậu đằng sau cùng đỉnh và đáy. Thì gỗ tự nhiên thì nó sẽ bao gồm nguyên cái mặt trước này, nguyên dàn cánh này, dàn kéo và dàn hông. Thì mình sẽ phân tích cho các bạn chi tiết luôn để các bạn không phải lăn tăn về cái mặt hàng này. Khi mà những cái mặt hàng này đã ra ngoài thị trường thì chất tất nhiên là người ta sẽ bán, sẽ nói với các bạn là gỗ sồi tự nhiên 100%. Nhưng mà riêng mình thì mình làm nó như nào thì mình nói với các bạn như vậy. Đó là hàng tầng này là gỗ ghép. Thì gỗ ghép được phủ được hai lớp vân gỗ sồi luôn đó, cho nên là các bạn chỉ có thể nhìn thấy gỗ ghép ở cái đường ngang của nó, các bạn thấy đường nối ở đây
ở đây và đây nữa đó, mình chỉ cho các bạn luôn để mà các bạn đi mua đồ các bạn là cứ vậy các bạn mua. Thì cũng có nhiều người hay trách bảo là tại sao cái tủ áo gỗ tự nhiên lại cứ cho gỗ ghép vào. Thế mình hỏi ngược lại các bạn nhé, bây giờ gỗ tự nhiên nó rất là đắt, bây giờ mình làm cái tủ này lên với gỗ sồi 100% mình bán tầm 12 13 triệu thì các bạn có mua không? Câu hỏi câu trả lời chắc chắn là không rồi đó. Tại vì 12 13 triệu thì các bạn lại mua được cái gỗ căm xe mặt gỗ. Đó. Thì cái hàng này thì mình làm theo đúng với cái chất lượng. Để đúng theo chất liệu và chất lượng. Đó, chất lượng đi kèm với giá cả. Đấy. Để cho các bạn yên tâm các bạn sử dụng về sản phẩm này. Thì hàng này bên mình bảo hành cho các bạn 2 năm. Bao cho các bạn vấn đề cong vênh hay nứt xé, bên mình sẵn sàng một đổi một cho các bạn để các bạn yên tâm các bạn sử dụng về mặt hàng này. Còn ngoài ra thì bên mình cũng có các mặt hàng khác, bao gồm hàng gỗ ghép và hàng gỗ cây tự nhiên giống như gỗ gõ hay căm tre mình có hết, giá cả loại nào mình cũng có. Các bạn có thể đặt hàng từ cao cấp tới bình dân ở bên xưởng mình. Về clip này mình xin giới thiệu sơ qua là các bạn một xíu rồi mình tóm tắt một xíu và mình kết thúc clip này. Đó là chiếc tủ này chiều cao 2m1, dài 1m6 và sâu 60, có giá là 7,5 triệu tại xưởng Mộc Lam Huy, bao gồm miễn phí vận chuyển trong phạm vi 40 km và miễn phí luôn vấn đề công lắp ráp cho các bạn nếu như trong nhà các bạn là hẹp không cho vào được hoặc là phải cho lên lầu thì các bạn yên tâm là miễn phí 100%. Và tất cả các thành phần của gỗ mình cũng đã báo cho bạn chi tiết ở trong clip này để các bạn tham khảo. Các bạn có thể dùng cái kiến thức đó để đi mua ở nơi khác và để hỏi ở các cửa hàng khác và để các bạn so sánh luôn. Và clip này mình xin phép được kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ cho kênh Mộc Lam Huy. Chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công. Mộc Lam Huy xin chào.